Bơ và Ngọc Tiên xin đón chào quý vị đang đến với chương trình Người Chồng Trong Mơ. Chương trình chúng tôi được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media cùng với sự đồng hành của nhà tài trợ Sum Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoang của Sum Pharma và đặc biệt là nhà tài trợ chính Nutri Baby giúp bé ăn ngon tiêu hóa tốt. Và quý vị thân mến, chương trình Người Chồng Trong Mơ sẽ giúp cho các cặp vợ chồng chúng ta có thể cùng chia sẻ rất nhiều những câu chuyện riêng tư của mình giữa cái giai đoạn mà mới cưới và cũng như cuộc sống hôn nhân của họ ra sao. Và chờ đón xem với sự xuất hiện của cặp đôi vợ chồng nhân vật chính ngày hôm nay, họ sẽ có những tình cảm ra sao. Và đó chính là vợ chồng của chị Huỳnh Thị Thanh Thủy và anh Nguyễn Hùng Trọng. Xin kính mời. Cho tụi em xin được tò mò tí xíu, không biết là anh chị mình đã kết hôn bao nhiêu lâu ạ? Mình đã kết hôn được 34 năm. 34 năm. Như vậy với 34 năm đó anh chị đã kết tinh lại được mấy người con rồi ạ? Hai người, đứa gái đứa trai. Trời ơi, xuất sắc, dạ. 10 cộng luôn. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy gặp gỡ những người bạn thân của chị Thủy và anh Trọng. Và đầu tiên chúng ta cũng sẽ cùng gặp gỡ ngay, đó chính là người bạn thân của chị Thanh Thủy, đó là chị Thiên Nga. Ồ, chị Thiên Nga. Và bên cạnh đó chính là sự xuất hiện của người bạn thân nhất đối với anh Trọng, đó chính là anh Diệu Lê. Xin kính mời. Em xin chào anh Diệu Lê và xin chào chị Thiên Nga. Bây giờ để Hoài Rapper hỏi bên đàn trai trước đi. Anh Diệu Lê, anh là bạn thân nhất đối với anh Trọng, thì anh cảm nhận anh Trọng là một người như thế nào ạ? Phải nói rằng anh Trọng á, anh rất là thật thà, hiền lành mà rất là có trách nhiệm với công việc. Thế còn đối với chị Nga ơi, không biết là chị với lại chị Thủy là mình quen nhau lâu chưa ạ? Chị với chị Thủy thì cũng quen nhau 10 năm rồi. Lâu dữ ha. Như vậy thì chị em phụ nữ chơi với nhau nè, thì không biết là chị Thủy có tật xấu nào không chị? Nói tốt trước đi ha. Nói tốt trước đi. Thì chị Thủy là người rất là vui vẻ. Và làm cái gì chị cũng rất là cẩn trọng. Còn rất là nhiều tật xấu, tí nữa mình sẽ bật mí hết. Hay quá. Ngay sau đây thì bên đàn trai và đàn gái của chúng tôi sẽ được tách riêng ra để cảm nhận cái cảm giác của mình ra sao khi có sự xuất hiện của người chồng trong mơ. Tại không gian này, Hoài Rapper đang gặp gỡ sự quay trở lại của anh Trọng cùng với người bạn thân nhất của anh ấy, đó chính là anh Diệu Lê. Và đến thời điểm hiện tại thì không biết là không gian của nhà gái ra sao rồi. Chắc chắn là giờ này thì chị Thủy với lại chị Nga đang rất là háo hức muốn biết rằng chúng ta sẽ cùng tiếp tục với điều gì nữa đây. Vậy thì chúng ta hãy cùng hướng về màn hình nhé. Đây là ngôi nhà của đôi vợ chồng chị Thanh Thủy và anh Hùng Trọng. Hôm nay là Chủ nhật và anh Trọng đang xem bóng đá rất thảnh thơi. Còn người vợ của chúng ta đâu rồi? Chồng tôi thì đi làm, về thì chỉ có ngồi xem tivi, xem bóng đá, xem thời sự này kia, không có phụ giúp được gì cho tôi. Tôi thì tôi thích xem phim, những cái chương trình ca nhạc. Nhiều khi tôi muốn ổng xem chung với mình ca nhạc rồi vậy đó, thì ổng lại thôi, không có rảnh mà ngồi coi mấy cái đó. Đôi lúc có những cái nó vào cái dài theo dõi nó cũng thường xuyên, cái giao tiếp và giúp đỡ cho vợ con cũng hơi có thụ động, chẳng hạn. Công việc ở nhà nó nhiều việc quá, lao dọn rồi nấu cơm, rửa chén, rồi nhiều việc thế, rất là mệt. Làm có một mình tôi cảm thấy mệt. Thì nhiều lúc ấy làm ít mà than nhiều, tôi cũng hơi bực mình một chút á. Hai, chị Thủy có vẻ rất mệt mỏi khi luôn chân luôn tay không ngừng nghỉ. Trước đây thì nó ngọt ngào lắm, còn bây giờ muốn câu ngọt ngào cũng không có. Tránh ra dỗ dọn dẹp, cô phụ gì cô hoài. Đổi chỗ ngồi. Và lại đổi chỗ ngồi. Chẳng đang bếp nấu mini xô cho ấm trà hết trà. Trời ơi, liếc kìa. Mặt kìa. Mặt hình sự. Không có dám cãi đâu, vẫn làm thế.
nào mau đi về nhà coi cái màn hình đá bóng đá khác. Đó, nãy giờ em thấy là liếc hết 2-3 lần rồi đó. Mặt sợ thế. Dìm lâu, dìm lâu. Đừng dự dậy. Mấy điều hôm nay là chắc chắn là có chuyện rồi. Nhìn con mắt là biết. Làm mất cái giây phút bóng đá hay của mình. Nhiều khi nhức mình nhức mẩy rồi mệt mỏi trong người, nhưng mà mình cũng phải làm. Tại vì không làm thì ổng đâu có làm đâu. Có nói mà ổng cũng bơ bơ. Thì em tôi nấu cơm đi rồi em đói rồi đã. Ngồi coi thằng Hối nấu cơm. Đương nhiên là tôi mong muốn biết phụ giúp vợ, rồi biết chia sẻ những công việc nhà, rồi những lúc mệt mỏi, rồi chăm sóc quan tâm vậy. Muốn nhiều lắm. Cho em nói trước, cho em nói trước. Sau khi mà xem được đoạn video clip vừa qua, em để ý cái trận bóng đá mà anh đang theo dõi là trận của Real Madrid với lại Barcelona. Trời ơi, phụ vợ thì ngày nào phụ chả được. Mà mấy khi lại có một trận El Clasico như vậy. Thì anh đồng ý không anh Diệu Lê? Tôi có một phần suy nghĩ chung với tất cả đàn ông của mình, nhất là những người lớn tuổi. Tại vì là khi mà cưới nhau đã 30 mấy năm rồi thì cái sự chủ quan nó lớn lắm. Cho nên là anh nghĩ là thôi bây giờ mình là bậc là ông ngoại ông nội rồi, cho nên cái việc đó thôi để cho vợ làm mình xem chút xíu. Nói với em á, lâu lâu có một trận bóng đá mà chút cái cho nó hay đúng, thì mình không, xem chút em, xíu để bà vợ đó, đúng, bà, đúng. Bà giúp em thông cảm nhà. Cho anh Trọng, cái trận này là trận siêu kinh điển của thế giới, làm sao mà bỏ qua được. Cái gì mà siêu kinh điển vậy? Cái này là Tuyên không có đồng ý rồi nha. Sao không đồng ý? Mình đây bao nhiêu chương trình làm đẹp chẳng xem được cái gì. Thời trang đồ đang thích mà còn chẳng cho xem, cứ dành cái remote không mà. Em cũng thấy bất hợp lý nữa, chẳng hạn như lúc mà chị em của mình mà có thể coi cái chương trình mà mình yêu thích, liệu là ảnh có vô ảnh nấu cơm rồi ảnh lau nhà ảnh quét nhà dọn dẹp không chị? Không có đâu. Trời ơi, hay là lúc mà thấy mình mệt mỏi thì đấm lưng cho mình một tí xíu đúng không? Ngồi yên không à? Đó, liệu là người ta hồi nãy giờ ta đứng ở trước rồi ta cố tình ta che cái tivi đi để người ta được đấm lưng mà cuối cùng có đấm lưng đâu, lại đấm luôn à? Trời ơi, đấm 30 mấy năm chưa đủ sao, giờ có chút xíu thôi. Chưa đấm bao giờ nha, chưa đấm bao giờ. Chị tâm sự với em là chưa đấm bao giờ. Trời, thấy không? 30 mấy năm mà chưa đụng vô người luôn á, không đấm lưng massage vậy hả? Có chứ. Có chứ đâu. Anh Trọng nói có, lúc nào anh? 30 mấy năm mà mình không làm như vậy thì mình quá lãng phí rồi. Đúng rồi, có. Không có biện hộ nữa, bây giờ em chỉ thay mặt chị Thủy là chị Nga, em hỏi anh nè. Nếu như bây giờ mà chị Thủy chỉ ngồi xem phim, anh Trọng anh có lau nhà, quét nhà, nấu cơm cho chị không? Đúng rồi. Chắc là không. Ông lúc đó nhà cửa sạch sẽ rồi, quét làm gì anh? Im re, chắc là không rồi. Ông nên mọi chuyện thì bà xã làm rồi. Chính xác, việc nhà đã xong thì chị ấy mới có thể ngồi yên tâm mà bấm remote để xem TV. Thì lúc đó anh đụng vô mấy công việc đó làm cái gì? Nói chung là nãy giờ mấy anh biện hộ quanh đi quẩn lại là cuối cùng là các anh cũng chỉ muốn cho tất cả chúng ta là phải làm những cái công việc khác như là lau nhà, quét nhà, nấu cơm thôi. Những cái việc thôi. Không tên, dạ. Nhiều việc. Tự massage mình luôn. Tự luôn. Chị ơi, nhưng mà từ hồi trẻ của mình mới cưới nhau là anh có phụ chị làm những cái công việc nhà không? Hồi mới cưới thì có. Mình làm gì cũng lăn xăng phụ vậy đó. Được chừng vài tháng à. Anh cho em ví dụ cụ thể đi. Là khoảng thời gian cách đây 2 tháng đi. Thì anh phụ chị những công việc lúc nào, ở đâu và làm gì? Cái thời gian sáng tôi chuẩn bị đi làm. Dạ, đó. Là lúc 7 giờ. Là lúc đó không nhưng phụ mà trước mắt là 6 giờ sáng tôi dậy. Vừa thể thao, vừa vệ sinh cá nhân, rồi đồng thời là quay ra mình dọn dẹp bếp núc nhà cửa, tưới cây. Lúc đó chị ấy ở đâu? Lúc đó chị ở đâu? Thì chị đang nghỉ. Chị đang ngủ, thấy chưa? Trời ơi, chị đang ngủ thì làm sao chị thấy được? Lâu lâu mới có một lần. Bao lâu hả chị Thủy? Thì đó, anh nói cách đây 2 tháng đó. Cách đây 2 tháng, tức là hôm đó có một không, ngày em nói là 2 tháng rồi nhất á. Anh Hoàng ơi, chỉ có một ngày duy nhất đó thôi anh Hoàng ơi. Không phải một ngày đâu. Chắc là ngày 8 tháng 3 rồi. Hả, không có. Cái này là lúc đó chị đang ngủ mà chả lẽ giờ ảnh giúp mình. Anh phải nhắn tin cho chị hay ghi giấy lại, tôi mới giúp bà đó. Không có. Anh Hoàng không phải, cái đó là ngày 8 tháng 3 mà. Tất cả phái nam đều phải làm hết những cái công việc của phái nữ hay làm. Không có đâu, đó là tấm chân tình của anh Trọng đó. Tuổi bây giờ làm sao giống như ngày xưa mà lăng xăng được như ngày xưa nữa. Thì đó,
bởi vậy là cũ rồi, người ta làm vậy là mai phước lắm rồi. Không, em hoàn toàn không cảm thông ba, tôi giặt hộ bà cái áo của tôi. Rồi ngày mai bà làm lại cái áo của tôi. Như vậy là cái tình huống này vẫn chưa thể nào mà xác định được những cái lỗi sẽ thuộc về anh Trọng hay là do sự khó tính của chị Thủy. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một bối cảnh khác mà những chiếc camera giấu kín của chúng tôi đã ghi lại được cách ứng xử của cả hai vợ chồng. Xin mời quý vị. Nhà đẹp, thiệt, nhà xuất sắc luôn á. Wow. Trời ơi, gì em có con cần vậy luôn á, đẹp quá đẹp. Qua rồi à. Đó. Xem đồ rồi giờ xứng rồi. Mà diện đồ lên nè. Trời ơi, cái nhẫn kìa. Hôm nay chị Thủy đang rất vui vì có chiếc váy mới. Váy giang hồ anh mua tặng. Mua đồ đá banh. Khoe à đấy, khoe à đấy. Không thèm nhìn. Chị Thủy cố gắng thu hút sự chú ý của chồng bằng một cảnh ngoài rạng rỡ. Ôi giời. Dẻo vậy. Cảm giác. Dẻo vậy. Cảm giác lúc đấy tôi buồn á. Hình như là ổng không có quan tâm tới tôi mà cũng không có suy nghĩ gì cảm xúc của tôi á. Anh thấy em mặc cái đầm đẹp không? Đẹp. Cảnh giác quá anh. Anh ngắm em tí đi. Anh ngắm em tí đi. Anh cũng không quan tâm. Anh cứ khen cho lấy lệ vậy rồi để dán mắt vô cái màn hình. Tôi cảm thấy thất vọng lắm. Đang coi trong cái mà môn bóng đá đang lâm trận rất là hay, lại tới làm phiền với mình thì cũng phải bực hơi nạt vợ chút. Vậy ôi trời ơi, vậy coi nè, em mặc coi đẹp không nè. Vậy đi coi. Ôi coi. Ôi coi. Ôi tôi thì tôi không có mong muốn là khen xinh đẹp hay là trẻ như ngày xưa, nhưng mà tôi muốn ảnh khen là khen thật lòng, trong mắt ảnh là mình vẫn là người xinh nhất so với ngày xưa. Với bây giờ thì tuổi thân chứ chắc tại bây giờ mình già, mình lớn tuổi sống lâu với nhau rồi, chắc giờ mình cũ rồi nên ổng không có còn quan tâm mà chăm sóc như hồi quan tâm hồi mới yêu nhau hoặc là hồi mới cưới. Cô vợ nè, mình có gì đâu cô. Thôi nhìn em đây nè, thấy không? Mà ngó vô màn hình không à. Thì tranh thủ hướng về em đẹp nè, thì tránh nhìn TV luôn nên đỡ mòn mắt sao. Trời ơi trời. Vợ mình cứ nói là đẹp hay không, đứng trước cái màn hình của mình thôi mình cũng khen một cái cho đầy đặn luôn, để cho vợ mình bước qua một bên á, để mình lấy cái cơ hội coi TV cho nó dễ. Già thì còn đẹp cái gì. Ui để tôi coi đó, tập trung coi đó bao nhiêu, cứ nhéo hoài, cứ nhéo hoài. Cưới nhau là ba mươi mấy năm mà là không có tặng gì hết. Tôi thì tôi nhớ kỷ niệm ngày cưới, nhưng mà không biết là ảnh có nhớ hay không. Ngày 14 tháng 10 năm 1984. Đó, đó. Dốc ống ra mà mua bông mua hoa để quà tặng để cho người vợ mừng, cho người vợ mà sao không nhớ. Ngày đó thì anh nhớ, nhưng mà sau này con đâu có nhớ đâu. Vậy 33 năm còn lại thì anh có tặng những món quà khác cho chị Thủy không? Có, những ngày 8 tháng 3 sinh nhật của chị anh có tặng không? Có chứ. Đó, đó. Có tặng hồi nào, tặng hồi nào không. Trời. Có. Nếu mà trời. Có hình ảnh em biết đâu có đâu. Có, bạn nó biết nè. Cái ngày sinh nhật của chị Thủy vừa rồi có anh chứng kiến. Có. Anh Trọng có tặng cho chị Thủy cái một món quà rất là cái giá trị. Dạ. Anh thấy lên trên sân khấu anh Trọng hôn chị Thủy cũng là một cái món quà đặc biệt của trong ngày trước mặt mọi người. Anh ơi, lên hôn có cái nụ hôn trên má à? À đâu có tặng gì đâu. Nụ hôn. Và còn thêm cái tặng phẩm nữa là vàng trắng. Đó. Gọi là vàng trắng. Chị xác nhận đi, chị giấu ở đâu rồi? Mấy năm trước. Ủa anh, cái sinh nhật đó là sinh nhật mấy năm sinh trước mà. Sinh nhật vừa rồi đường trận nhắc kỳ ta sao mà mới tin nhiễu loạn dữ vậy trời. Đúng rồi. Đâu có. Phải không chị Nga? Đúng rồi. Thôi được rồi, bây giờ em có một số câu hỏi nghi vấn như sau. Thứ nhất, cơ ngơi rất đẹp, rất hoành tráng trong nhà của anh chị. Và để có được căn nhà như vậy, chúng ta cũng phải cảm nhận được sức lao động của người đàn ông trong gia đình. Ủa, là như thế nào. Cũng có sức. Của chồng không vợ không chịu đâu. Của chồng không vợ bên này cũng vợ mà không giữ làm sao mà có. Ở bên này không đồng ý. Không đồng ý. Chồng làm về có tiền thiệt, nhưng mà hả người vợ không biết giữ tiền hả cũng hả tiêu tan hết trơn. Đúng rồi. Như vậy quan thì theo anh Trọng giữ tiền được nè. Anh Trọng xếp tỷ lệ công sức của hai vợ chồng là bao nhiêu? 60-40. 60 thuộc về ai? Dạ thuộc về người chồng. Dạ vâng. Ơ dạ
Trời ơi. Đó là ý kiến của anh Trọng. Còn chị Thủy, chị cảm thấy tỷ lệ 70-30. 70 là vợ là 70. Đó là ý kiến tranh cãi của hai vợ chồng. Câu hỏi nghi vấn thứ hai, anh có tìm hiểu lý do tại sao tự nhiên chị Thủy lại trưng diện một cách xinh đẹp như vậy không? Anh đâu có quan tâm đâu. Không quan tâm đâu, biết xinh đẹp hay không. Em là em thấy tức cười vậy nè, là chị đã cố tình thử cái áo ở phía trước mặt của ảnh rồi là cũng đã đi ra đi vô trước mặt ảnh rồi. Nói chung là tạo một cái sự chú ý vậy mà cuối cùng anh kêu nhiễu là nhiễu cái gì? Anh đứng trước ra nhiễu không làm cho anh không coi được. Đó, không sao? Có vậy. Quan tâm phút vợ đâu à. Câu hỏi thứ ba, trong suốt 34 năm qua có bao giờ chị ấy nhiễu như vậy của anh hay chưa? Có những cái việc mà mình đi làm về công chuyện lưu bu về chế đó, dạ, thì mình không tham gia đến cái công việc gia đình á, dạ, thì chị hơi nhiễu. Là cũng có rồi, dạ, nhiều lần rồi đúng không anh? Đối với anh cái nhiễu đó là cái sự đáng yêu hay là cái sự phiền phức? Đáng yêu. Đó. Đáng yêu. Đáng yêu mà không có dòm. Không có dòm vô coi mình có cái gì lạ không. Như vậy thì với tâm lý của người đàn ông, tại sao anh không tỏ ra ồ đáng yêu quá lại nựng cái nè, hay là an ủi cho chị ấy bớt nhiễu? Đúng rồi, chính xác. Mà tại sao mình lại im lặng? Đâu, mình vẫn gọi là cái xảo thuật tìm hiểu để động viên vợ mình á. Chị xảo thuật à? Chị, nhưng mà xảo thuật đây là sao? Chị em chưa hiểu ý ảnh xảo thuật. Ý anh ẩn dụ mà. Anh giấu cảm xúc của mình vào trong. Ủa giấu làm chi? Tao muốn thổ lộ ra mà. Tao hỏi mà không nói. Không. Rồi dùng xảo thuật. Mình phải thầm lặng tạm xảo thuật như vậy để người vợ mình nghĩ ra cái sáng kiến đó mà biết tự hiểu một cách độc lập hoàn hảo hơn. Thôi nói chung là bây giờ em nghĩ là mình phải tạm dừng bàn cãi đây đi. Cái điều quan trọng hơn cả là em nghĩ là bây giờ cần phải biết những cái điều về một cái người chồng trong mơ của chị Thủy là như thế nào thì mới được. Người chồng trong mơ của tôi á, thì tôi thích á, là dáng người cao, thanh mảnh, đẹp trai. Ăn mặc á, thì lịch sự, mặc áo sơ mi trắng, rồi quần tây đen, bỏ vô thùng, rồi mang giày tây. Còn về tính cách thì tôi thích người chồng trong mơ của tôi là nói chuyện nhẹ nhàng với vợ, không có gay gắt và làm công việc nhà phụ vợ. Tôi thích người chồng trong mơ của tôi tặng cho tôi cái áo đầm đẹp, tại vì tôi rất là thích mặc đầm. Rồi tặng cho tôi những cái bó hoa vào những cái ngày lễ Tết, mua những món ăn mà tôi thích. Những điều đó tôi cảm thấy rất là hạnh phúc. Tôi thích người chồng trong mơ của tôi. Những khi tôi mặc cái áo đầm mới thì anh ấy nhìn tôi và khen tôi, hôm nay em mặc cái này đẹp. Tôi thì tôi rất thích người chồng trong mơ của tôi hả, biết đàn biết hát. Rồi nhiều khi đàn cho tôi nghe rồi đàn cho tôi hát thì tôi cảm thấy nó trẻ trung rồi và rất là lãng mạn. Tôi thích người chồng trong mơ yêu thương tôi là hay dẫn tôi đi ăn nhà hàng, đi dạo phố cùng nhau thì anh ấy phải nắm tay tôi. Hoặc là về nhà mà tôi mệt thì anh ấy đấm bóp cho tôi. Tôi rất thích người chồng trong mơ chở tôi trên một chiếc xe mà chạy với tốc độ hơi nhanh, rồi để mình có cái cảm giác là được ôm, rồi có cảm giác như là sống lại hồi còn trẻ đó. Ấy cha 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 cha, đó chính là những ước mơ khá là nhỏ nhòi của chị Thủy. Wow. Trời luôn. Em cũng bất ngờ về cái niềm yêu thích đam mê tốc độ của chị nữa. Mà sao thích nhiều thứ thế? Tại vì mình mơ mà, mình phải mơ cho nhiều lên. Dạ. Tại vì bình thường mình đâu có được. Chị hãy yên tâm, bây giờ em chúc mừng chị. Bởi vì qua những cái chia sẻ vừa rồi của chị thì chương trình cũng đã tìm được một người chồng trong mơ. Chồng đầy trong đủ mơ những cái tiêu chuẩn mà chị đã đặt ra. Bây giờ thì em sẽ mời chị cùng với các anh chị chúng ta cùng gặp gỡ ngay người chồng trong mơ ấy của chị nhé. Sướng nha, sướng nha, sướng nha. Đây chính là hình ảnh của người chồng trong mơ mà chị Thủy hằng ao ước. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, tất cả những điều chị Thủy mơ ước sẽ được thực hiện bởi anh chàng này. Chị thích một chàng trai có gương mặt baby nhưng không kém phần nam tính.
xe chạy nhanh về nhà sau giờ làm việc và dành cho chị món bánh giò nhân lên mà chị ưa thích. Anh có biết đàn không anh Công? Biết chút ít à. Đàn guitar, piano hay đàn gì ạ? À, guitar thôi. Ủa, là anh này anh biết đàn guitar phải không? Biết. Hồi đó thì chưa bao giờ đàn. Sao không đánh đàn cho vợ nghe vợ hát? Chị Nga có bao giờ thấy anh không bao giờ? Dạ luôn, thấy không? Đâu có bao giờ đàn đâu, mai mốt là phải cầm cái đàn đó nha. Có đi ra bạn bè với hàng xóm này đấy. Đó, đánh đàn cho hàng xóm hát luôn mà. Hoạt động văn nghệ trong hẻm phường xã thôi. Khu phố mà. Hồi đó trong quân ngũ thì có đàn đồ cho biết guitar mà trong đó hát, từ ngày lấy về đâu thấy. Cái vấn đề là lấy nhau rồi coi như là đã có người đàn bà của mình trong nhà rồi, cần gì cái đàn guitar nữa, cất nó qua một bên. Cỡ đàn bà rồi. Chịu. Dạ. Rồi hồi đó là lúc trong quân ngũ thì anh phải mặc quân phục đúng không anh? Đúng. Nhưng mà có bao giờ anh xuất hiện trước mặt của chị Thủy với vóc dáng là một nam thư sinh, áo sơ mi trắng, quần tây đen và mang giày tây không ạ? À? Sao bên kia nó không hoài vậy? Sao nó có kìa chị? Không, nhạc có đâu. Nhà. Ngày lễ của quân đội người ta có phải mặc đồ pyjama ra biên lễ mặc đồng phục vest thôi. Nghĩ mặc là đến cơ quan mặc cơ. Mặc là đồng phục. Đúng rồi, chứ không phải mặc thôi. Đi chơi chị. Mặc cái gì cho chị xem hoặc là không có mặc đi chơi với chị. Anh Hoàng ơi, anh chưa bao giờ anh bận cái áo sơ mi trắng bỏ vô quần tây đen đi chung với chị hết trơn. Anh bận đồng phục ngày lễ. Nhưng mà phải bỏ qua cái chi tiết đó đi. Nói chung là cho em hỏi vậy chứ ảnh có cái xe nào mà chạy mà giống như để cái xe em phân khối lớn nhất anh đã từng chạy là xe gì? Du lịch luôn. Anh chạy xe tải luôn. Xe du lịch luôn. Trời ơi, rồi bánh á, nó còn hơn luôn. Du lịch xe tải thôi. À dạ có chở chị chưa? Xe tải chở hàng à. Đi nhận gạo xuất khẩu của miền Tây á. Thì đó chở lại đi. Thấy chưa, hai vợ chồng cũng đã từng ngồi trên chiếc siêu xe mà tới 4 bánh là xe tải. À, quan trọng là cái hạnh phúc, không phải là quan trọng là cái số bánh. Có chạy xe tải mà chở hàng cho ta đó, chở hàng thuê đó. Vậy là vui rồi. Cũng có đi theo vài lần. Chị, nhưng mà vậy hồi đó chị yêu anh vì những cái điểm gì vậy? Yêu thì lúc đó ảnh hiền, mà lúc đó ga lăng lắm, dẫn chị đi ăn nhà hàng. Mà chị là khoái ăn món gì nhất? Khoái ăn thịt bò. À dạ, mà hồi đó ảnh có đãi gì ăn thịt bò không? Có. Cái này đi chung với ảnh để ảnh bao mình là thấy vui rồi. Nhưng mà kính thưa cả thế gian, kính thưa tất cả những vận động viên kình ngư khắp nơi trên thế giới, có bao giờ quý vị câu cá, câu được cá rồi quý vị có dùng mồi đó để nhét vô miệng con cá nữa hay không? Không, cái gì quý vị hoàn toàn không. Và cái là câu được rồi là không có quan tâm nữa đó. Dạ, nhưng mà dạo gần đây là chị ngoài món thịt bò chị còn thích món gì nữa? Bánh giò như Lan mà kêu ảnh đi mua về, ảnh nói thôi sao quá không có mua. Còn hồi xưa hả, đi làm về là ghé vô mua về cho vợ. Bây giờ cũ rồi, lười rồi. Thấy không, người ta trách hơn rồi kìa. Trời ơi, chị cũ thì anh Trọng bên đây cũng đâu có mới được miếng nào nữa đâu. Nhưng mà cũng có rất nhiều điểm chung của anh Trọng nằm trong cái bảng tiêu chuẩn của chị Thủy. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là nó vẫn chưa trùng khớp và chưa đạt theo yêu cầu của chị Thủy. Và bây giờ điểm đỉnh cao đó chính là anh chồng trong mơ sẽ xuất hiện trong ngôi nhà của chính anh chị. Và chờ đón xem người chồng trong mơ này chăm sóc chị Thủy ra sao. Và bây giờ người chồng trong mơ do chương trình cử đến bắt đầu xuất hiện. Quá dữ, quá dữ. Quà luôn, quà luôn. Trời ơi. Người đàn ông trong mơ này là ai? Ngó trước nha. Đây là Xuân Hùng, một người mẫu chuyên nghiệp, đẹp trai, ga lăng, chăm chỉ làm việc nhà, biết nấu nướng. Chào anh. Cậu là người chồng trong mơ của tôi à? Đúng rồi. Vậy mình phải xưng hô sao đây? Xưng hô là anh em đi. Hôm nay anh có một bó hoa tặng em. Anh nghĩ anh khoe luôn. Ôi lãng mạn ghê. Món quà. Đưa anh cầm chứ. Hôm nay bọn đồ đẹp lắm. Mình xưng hô vậy cảm thấy ngượng quá. Không, anh nghĩ là có gì đâu mà ngượng. Thì
hôm nay chúng ta là vợ chồng mà. Vợ chồng của ngày xưa mình của mình đó phải không? Đúng rồi. Ban đầu dần tan biến, chị Thủy như đang trở lại tuổi 20, một thiếu nữ đang yêu và hạnh phúc vì được yêu thương hết lòng. Bất ngờ người chồng trong mơ hôn vào thì nó vừa ngượng mà nó vừa cảm thấy vui vui. Hầu như là lâu lắm rồi tôi không có nhận được cái hôn đó. Trong đầu tôi hiện ra một cái hình ảnh mà ngày xưa ông xã tôi hôn tôi lần đầu tiên. Tôi tưởng tượng là người chồng trong mơ đó là ông xã tôi thì tôi cũng cảm thấy rất là vui và sống lại cái thời mà mới yêu nhau. Ôi ơi, trời ơi, lãng mạn quá chị ơi. Bạn chồng đẹp trai trẻ ha. Đây là người chồng trong mơ. Tất cả từ im lặng, tôi đang muốn nghe được đôi lời chia sẻ đến từ nhân vật chính chúng ta là anh Trọng. Anh thấy làm sao? Thì mình cũng phải cảm nhận có những cái sai sót của mình mà không có theo dõi được cái sinh hoạt của cái nhân, thay đổi cầu mục đích của người vợ mình. Đã bao lâu rồi anh không hôn lên mái tóc của vợ? Thì trong cái quá trình công tác trong quân ngũ. Hả? Từ thời quân ngũ tới giờ luôn hả anh? Nhưng mà phải để ý kỹ đến một chi tiết, đó chính là khi chị Thủy đón nhận được cái tình cảm của người chồng trong mơ thì chị chia sẻ cảm xúc của mình ngay lúc đó không phải là dành cho người chồng trong mơ mà lại là hình ảnh ngày xưa của anh Trọng. Đúng không chị Thủy ơi? Đúng rồi, tại vì cái này là mình mơ là mình trở lại hồi còn trẻ. Bởi vậy khi cái người chồng trong mơ mà trẻ đó tới thì mình trong đầu mình lúc nào cũng nhớ lại là cái người chồng trong mơ cũng là chồng mình ngày xưa. Không, nhưng mà em thấy lạ quá, cách đây 34 năm thì chiều cao của anh Trọng vẫn có nhiêu đây à? Tại sao trong đầu chị lại mơ tưởng đến người chồng mà có chiều cao lớn hơn, cao hơn? Tại sao? Tại vì lúc đó là cái người chồng mình đã chọn rồi thì khác, còn mình nhưng mơ mình phải chọn phải mơ là phải cao sao thì đẹp hơn chứ. Mà tham lam chính là chị. Không có tham lam, cái này là gọi là mơ đâu có ai đóng thuế đâu, mình phải mơ cho giữ lên. Thôi cái này em thua chị rồi đó. Nào, chúng ta đón chờ xem những tình tiết tiếp theo nó sẽ hấp dẫn ra sao cùng với người chồng trong mơ với chị Thủy. Anh biết là em rất thích hoa và anh có một bó hoa tặng cho em để cho em biết là em đẹp như thế nào. Chị Thủy quả thật đang rất thẹn thùng và xấu hổ. Dường như rất lâu rồi cô ấy không được nghe những câu nói tưởng chừng rất đơn giản ấy. Ánh mắt cô ấy đang ngập tràn hạnh phúc. Lâu lắm rồi tôi mới được tặng bó hoa giống như thế này. Phụ nữ thì đương nhiên là thích hoa hồng rồi. Trời ơi, giá như mà ông chồng thật của mình á hả? Ngày nào cũng tặng bó hoa như vậy, thích quá. Trời, ngày nào luôn hả? Tiền đâu chứ đâu. Em biết được là em thích bánh. Và hôm nay thì anh cũng có một chút bánh cũng tặng cho em. Lâu lắm rồi, mình mơ ước được ông xã mình mua cái bánh này là về cho mình ăn mà. Đâu có, mấy chục năm luôn rồi đó. Giờ cảm giác rất là vui, rất là thích luôn. Với chị Thủy, đó là ước muốn cháy bỏng mà đã rất lâu rồi chồng chị không thực hiện. Dường như chị đang rất hạnh phúc. Anh có muốn em phụ không? Không cần, không sao cả. Em cứ ngồi đó đi. Rồi, mấy cái này để anh làm. Trời, anh làm dưới tay. Tôi thích cái món bánh giò, tại vì cái món bánh giò là kỷ niệm hồi xưa lúc mới lấy nhau về. Ông xã tôi đi làm về hay ghé mà mua về cho tôi ăn. Lâu lắm rồi thì ông xã không có mua về cho tôi ăn nữa. Được người chồng trong mơ đúc cho mình từng miếng bánh giò, hơn nữa là cái bánh đó là bánh mà kỷ niệm hồi xưa chồng mình mua cho mình ăn. Tôi cảm giác như là tôi sống lại cái thời đó, cái thời mà mới cưới còn được nâng niu chiều chuộng. Bây giờ thì chắc là ốm đau bệnh tật mới có chuyện đó, chứ còn không khi nào mà anh ấy có món gì ăn ngon mà anh ấy tự đúc cho tôi. Trời ơi, rất nhiều pha tấn công mạo hiểm đánh thẳng vào tâm lý của chị Thủy khiến cho chị đê mê ngất ngay và trời ơi, trời ơi, tâm mơ dễ thương quá trời luôn. Cái giấc mơ mà và chúng tôi nghe thấy một cái sự ghen tuông gì đó ở phía bên kia, chắc là đang ghen rồi đó. Dạ đó, không hề ghen, có ghen gì đâu. Tôi thấy anh Trọng chỉ toát mồ hôi rồi, cứ phước nhẹ mồ hôi vậy thôi à.
nóng lên rồi. Em nghĩ là những cái hình ảnh như là bón ăn cho nhau nè, nâng niu từng cái muỗng bánh giò vậy rất là lãng mạn. Nhưng mà còn cái gì nữa không chị? Còn nữa đúng chắc không? Chắc chắn còn nhiều pha nguy hiểm hơn nữa. Nào xin mời quý vị cùng theo dõi video clip. Hãy chờ xem. Coi đây em mặc cái đầm nào đẹp để đi ăn nè. Thế nào đẹp? Anh nghĩ là khác với anh Trọng, Xuân Hùng rất tận tình khi giúp chị Thủy lựa chọn quần áo kỹ càng. Chị ấy dường như rất hài lòng thì phải. Tôi cảm thấy rất thích, tại vì ông chồng thật của tôi thì không khi nào tôi hỏi mà ổng để ý em muốn mặc gì em mặc, cái nào cũng đẹp. Đây. Xuân Hùng ân cần đội mũ cho chị Thủy và nói những lời yêu thương với chị. Hành động này là em thích nhất này, em thích nhất đó. Dạ, con trông em rất là đẹp. Thôi mình đi ha. Trời ơi, bữa nay được đi mô tô rồi trời. Chị ngồi lên xe mô tô luôn hả? Lên xe mô tô luôn. Đi cho kỹ nha. Hôm nay chị Thủy sẽ có một bữa tối lãng mạn với người chồng trong mơ, điều mà chị luôn ao ước. Trời ơi, tim thổn thức, tim thổn thức. Người chồng trong mơ kéo ghế ngồi, tôi rất là bất ngờ, tại vì ngày xưa tới giờ ông xã tôi không có thể hiện cái sự ga lăng như vậy. Mình uống rượu trước nha. Để ly cho. Của em đây. Cảm ơn. Chắc phải lâu lắm rồi mới có được cái khung cảnh như ngày hôm nay. Em đừng có ngại, là người chồng của em mà. Hình như anh được biết là em rất là thích thịt bò. Và hôm nay anh có kiểu gì thịt bò đó. Họ đã cùng nhau uống rượu, trò chuyện về mọi điều và trao nhau từng ánh mắt yêu thương. Chị Thủy như rũ bỏ được sự phiền muộn và nỗi buồn trong cuộc sống hàng ngày, thật sự trở về hình tượng một thiếu nữ được hẹn hò lần đầu tiên với người đàn ông trong mộng. Tôi cũng rất là ngại khi mà có một người đàn ông khác tỏ vẻ thân mật như vậy, nhưng mà cái này là người chồng trong mơ của tôi, thành ra tôi cũng vui vẻ đón nhận, tại vì mình mơ mà. Ôi, xin lỗi. Alo. Xin được thông báo thời gian là người chồng trong mơ đã kết thúc rồi. Có chuyện gì? Xin lỗi, anh đã hết giờ làm người chồng trong mơ của em rồi. Xin phép. Trời ơi, được sống mãi có phải vui không em? Tôi cảm thấy người chồng trong mơ mà tôi mơ ước mà để đến với tôi, mà để chăm sóc, quan tâm, mà chiều chuộng tôi. Cái thời gian nó quá ngắn. Liệu chị Thủy sẽ muốn nhắn nhủ gì đến chồng mình sau clip này? Mơ thì nó vẫn là mơ. Tôi thích hơn là khi tôi tỉnh lại là ông chồng của tôi làm được những điều mà người chồng trong mơ làm. Rất là hạnh phúc. Tuy là rất ngắn ngủi nhưng mà có thể nói chỉ là mơ thôi. Mà em thích cái thông điệp cuối cùng của chị nhắn nhủ cho bên đó. Nghe không anh chồng ơi? Mơ thì là mơ nhưng mà vẫn thích người chồng hiện tại mình thực hiện như trong mơ. Lâu lắm rồi chắc là hai vợ chồng không có đi riêng với nhau và vào nhà hàng mà ngồi ăn giống vậy đúng không đúng. Chị? Nếu mà kể ra mà đi đám đi tiệc á thì có, nhưng mà đi đi ăn ngồi không khí ngồi, ngồi là còn tặng hoa nữa. Rồi còn chéo tay. Rồi lại còn đút anh này nữa rồi. Cái chéo tay này bao nhiêu năm rồi chưa chéo tay với nhau? Thì từ lúc đám cưới 34 năm rồi chưa chéo. Dạ. Ủa sao em thấy bên mình rần quá, bển sao im lặng quá vậy? Bển đang thổn thức. Dạ, bên đàn trai chúng tôi đang có những cái dấu hiệu về sự cắn rứt. Có thay đổi rồi. Riêng với Hoàng Rapper cảm nhận như thế này: chị Thủy dường như trẻ hơn rất là nhiều với những niềm hạnh phúc mà người chồng trong mơ mang lại cho chị. Mặc dù cái khoảnh khắc rất là ngắn, ánh mắt nụ cười của chị á mãn nguyện lắm, cảm thấy hạnh phúc lắm. Không biết là những người chồng có bao giờ nhìn lại những hình ảnh cũ ngày xưa rất xinh đẹp của vợ của mình với hình ảnh hiện tại sau khi đã sinh con, sau khi đã trải qua sự khốc liệt của thời gian, nhìn những vết nhăn đó
có bao giờ chúng ta cảm thấy lòng mình quặn lại và hơi xót xa cho vợ mình hay không? Người chồng có thể đổ xương đổ máu ở ngoài để kiếm tiền và phụ giúp tài chính cho gia đình, thì người vợ cũng phải 9 tháng 10 ngày đổ ruột đổ gan ra để có thể làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, một người vợ. Và đến ngày hôm nay, cái hạnh phúc của họ không phải là kim cương ngọc xoàn, không phải là nhà cao cửa rộng, mà như chị Thủy cũng đã chia sẻ, chị ấy chỉ cần cái bánh giò thôi quý vị. Chị ấy chỉ cần một cái nụ hôn lên trán, lên tóc. Chị ấy chỉ cần một cái bữa tối lâu lâu thỉnh thoảng được dẫn ra ngoài đi ăn, vậy là đủ vui rồi. Còn nữa anh Hoàng ơi, còn những lúc á, dù có bận rộn cấp mấy cũng hãy cùng xem chị bận những cái áo như thế nào thật là đẹp để đi cùng với anh. Và đặc biệt là những cái nắm tay đi dạo vào những cái thời khắc mà chúng ta cảm thấy rằng chỉ có hai vợ chồng cùng ở bên nhau, đúng không chị? Đúng rồi. Mặc dù là cũ là 30 mấy năm, nhưng mà người phụ nữ vẫn rất thích nghe người đàn ông của mình nói à, hôm nay em đẹp quá, hay là anh thương em nhiều lắm. Và dạ, đôi khi có cần ảnh sẽ vào bếp cùng với mình không? Có chứ, tại vì hai vợ chồng cùng nhau làm ra một bữa cơm ăn thì cảm thấy đầm ấm. Nhưng mà cho em hỏi ảnh có biết nấu cơm không chị? Không, ảnh chỉ biết ảnh biết phụ nấu nồi cơm thôi, còn đồ ăn thì mình làm. Thôi lấy chén ra cũng được kìa. Hoặc là lâu lâu phụ vợ quét nhà tí xíu thì đó cũng là một trong những cái điều có thể tạo thêm nhiều cái niềm vui, niềm hạnh phúc giữa hai vợ chồng. Lâu lâu đánh đàn guitar cho chị nghe. Đúng rồi. Mà phải hát chung một bài hát nữa, bài hát song ca gì đó. Cảm thấy nó lãng mạn, nó sống lại thời trẻ. Thật sự là chị Thủy có rất nhiều những cái mơ ước về người chồng trong mơ của mình. Thế nhưng có một điều mà có lẽ là chúng ta chưa từng biết, những cái điều rất riêng của gia đình chị Thủy. Chắc là bây giờ chúng ta cũng không thể nào bí mật mãi, mà sẽ cùng xem điều bực mí ấy từ chị Thủy ra sao nhé. Cách đây cũng mười mấy năm, ảnh đã bị tai nạn giao thông một lần. Lần đó ảnh bị rất là nặng, bị chấn thương sọ não, rồi bị dập não, bị điếc hết một bên tai. Lần đó tôi tưởng đâu là anh không thể nào bình phục lại. Mẹ con tôi rất là hoang mang. Một năm về trước, anh cũng lại bị tai nạn giao thông lần thứ hai. Ban đầu thì tôi thấy chồng tôi vô tâm, tôi cũng buồn lắm. Nhưng mà tôi cũng suy nghĩ lại là chắc tại vì hai lần anh bị tai nạn giao thông như vậy, bị ảnh hưởng nên tôi cũng bỏ qua. Như vậy chúng ta đã rõ được một trong những cái nguyên do mà khiến cho tất cả mọi người nếu như không tìm hiểu kỹ sẽ tưởng chừng như anh Trọng là người khá vô tư, thậm chí là vô tâm. Nhưng đã có hai lần anh phải chịu một cái rủi ro đến với bản thân mình bởi tai nạn giao thông, và nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của anh cũng như là tinh thần, khiến cho anh không thể nào thoải mái 100% công lực để có thể phụ giúp vợ trong việc nhà. Và bên cạnh đó, chúng tôi cảm nhận được rằng không phải là đơn giản cái việc sống với nhau 34 năm là điều có thể dễ dàng thực hiện được. Anh Trọng phải là một con người như thế nào thì chị Thủy mới có thể yêu thương và gồng gánh mọi công việc cùng với anh ấy. Và sau khi chị Thủy chia sẻ những cái tâm sự đó, anh cảm nhận ra sao ạ? Anh có thấy thương, thấy xót như thế nào không ạ? Thương, yêu vợ lắm đó. Nghe chỉ thương thôi là đã cảm nhận được rất nhiều điều mà anh muốn chia sẻ. Thì mình cũng vẫn biết là ảnh cũng rất là thương, nhưng mà chắc là lớn tuổi thì càng không có thổ lộ cái tình yêu thương đó ra. Bởi vì mà mình thì phụ nữ thì mình lại thích những cái biểu lộ ra ngoài này. Ảnh không có nói mình không biết, tại vì người ta nói là phụ nữ thì yêu bằng tai mà. Đúng rồi, mặt vào tai là được. Nhưng mà giống như ảnh cũng nói ban đầu, ảnh dùng cái từ rất là dễ thương là xảo thuật, tức là giấu những cái điều đó, nhưng mà ảnh vẫn quan tâm với những gì mà chị đang làm. Giống như là anh Hoàng cũng đã nói thì đó là một trong những điều mà chúng ta thấy tại sao mà anh chị có thể gắn bó với nhau 34 năm đến như vậy. Dạ ha anh Hoàng ha. Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả những bí mật và tất cả những cảm xúc đã được thể hiện qua câu chuyện vừa rồi của người chồng trong mơ. Và bây giờ sẽ là khoảnh khắc rất quan trọng dành riêng cho hai anh chị. Không biết là cặp đôi Trọng Thủy chúng ta sẽ đối diện với nhau như thế nào đây. Xin mời quý vị đến với phần tiếp theo của chương trình Người chồng trong mơ. Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã được lắng nghe và chứng kiến được rất nhiều câu chuyện cho cuộc sống hôn nhân của anh Trọng và chị Thủy. Thì lúc này đây đã là giờ phút quan trọng. Và chúng ta hãy cùng nhau đón chào khoảnh khắc mà hai anh chị sẽ gặp lại nhau. Xin mời.
khoảng thời gian xa cách thì bây giờ hai anh chị đã gặp lại nhau rồi. Chắc chắn rằng anh cũng sẽ cùng nghe những lời yêu cầu mà chị Thủy rất mong muốn anh sẽ thực hiện để có thể cùng tiếp tục với những điều mà chị đã mong ước trong cuộc sống hôn nhân của anh chị. Liệu anh Trọng có thực hiện được hay không? Anh Trọng nghe kỹ nha. Yêu cầu đầu tiên đó là thường xuyên mua bánh giò cho chị Thủy. Anh đồng ý hay không đồng ý ạ? Đồng ý, thường xuyên mua bánh giò cho người và yêu mến. Vậy thì bánh giò đó nằm ở tiệm bánh nào? Như Lam. Chính xác luôn, anh chị nhớ rồi đó. Tiếp tục yêu cầu thứ hai đó là thường xuyên chia sẻ công việc nội trợ và công việc nhà cùng với mình. Anh đồng ý hay không đồng ý? Đồng ý, chia sẻ làm tốt những công việc nội trợ cùng với vợ mình. Chẳng hạn như là vo gạo, nấu cơm. Thậm chí là anh có sẵn sàng dấn thân vô khu vực mạo hiểm và nguy hiểm nhất, đó chính là nhà vệ sinh, để anh có thể làm sạch sẽ cái không gian ở trong đó hay không? Vẫn sẵn sàng làm được. Yeah, hay quá. Nói được là làm được. Vậy yêu cầu thứ ba đó là anh có thường xuyên hôn lên mái tóc của chị Thủy được không? Mình nghĩ không phải là ngày, nhưng mà vẫn hôn vợ mình. Chứ đừng quên đó là mình tưởng tượng tuổi già mình đã bỏ qua là lãng phí. Yeah, yeah. Hay quá. Và tiếp tục yêu cầu tiếp theo đó là thường xuyên luôn khen chị xinh đẹp. Anh đồng ý hay không đồng ý ạ? Đồng ý. Khen liền được không anh? Khen liền bây giờ cho nó nóng anh. Hôm nay vợ của mình nên mặc đồ áo dài đẹp. Yeah. Cái màu dáng tóc chạy rất là đờ mi luôn. Đấy. Và bây giờ sẽ là yêu cầu cuối cùng của chị ấy. Đó chính là anh có sẵn sàng thường xuyên đàn và hát cho chị ấy nghe để mang lại những niềm vui cho chị Thủy hay không? Có. Anh hãy cẩn thận với ước mơ này nhé. Bởi vì đã hơn 30 năm qua anh không chạm đến cây đàn và anh đã gặp một số vấn đề rủi ro về sức khỏe của mình. Liệu anh có đủ sức để làm điều đó hay không một cách trọn vẹn nhất? Có, đủ sức. Nếu như đủ sức, Ngọc Tiên có muốn thấy anh đánh đàn ngay bây giờ không? Đúng không anh? Có. Cách nửa vầng trăng tôi làm con đò nhỏ bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt sóng đưa tôi về, đưa tôi về với người tôi yêu. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Qua thời gian thì thanh âm cũng đã thay đổi rất nhiều so với ngày xưa, đúng không chị Thủy? Nhưng mà khi ảnh hát em thấy chị Thủy nhìn ảnh đắm đuối luôn đó. Và như vậy cả năm ước mơ của chị Thủy, anh Trọng đều đồng ý thực hiện và làm hết. Chị Thủy, chị có cảm thấy hài lòng và mãn nguyện chưa? Tôi rất là vui và hài lòng khi mà người chồng của tôi thực hiện được những điều ước mơ đó. Và còn chần chờ gì nữa đúng không nào? Và lúc này đây, tất cả mọi người ai cũng muốn biết được kết quả cuối cùng của cặp đôi Trọng Thủy sẽ như thế nào. Sẽ có hai trường hợp được diễn ra. Một, nếu như chị Thủy cảm thấy hạnh phúc và hài lòng, chị ấy sẽ chủ động tiến đến gần người chồng của mình. Nhưng trường hợp thứ hai, nếu như chị cảm thấy cảm xúc đã không còn như ngày xưa và tất cả đã vơi đi rất nhiều, chị ấy sẽ quay lưng và ra về. Và trường hợp nào đây? Hãy cùng nhau sẵn sàng để chờ đón. Tình yêu rất lớn của anh chị.
Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và chương trình chúng tôi được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media với sự đồng hành của nhà tài trợ Sum Heavy, hỗ trợ điều trị viêm xoang của Sum Phạc Mạc, cùng với nhà tài trợ chính Nutri Baby giúp bé ăn ngon, tiêu hóa tốt. Và xin được hẹn gặp lại quý vị khán giả vào 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Từ giờ đây, Hoàng Đất Bơ và Ngọc Tiên xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.